Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chuyên đề các tuần trước, chúng tôi đã phân tích những hạn chế tồn tại và đưa ra một số giải pháp trong việc định giá đất, lựa chọn nhà đầu tư tại các dự án BT. Đặc biệt vừa qua, Bộ Tài chính đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố khác rà soát việc chấp thuận chủ trương tạm dừng sử dụng quỹ đất để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT này có hiệu lực thi hành. Tiếp nối về đề tài tuần này, trong chuyên đề hôm nay, chương trình sẽ đi tìm câu trả lời vì sao Bộ Tài chính đề xuất dừng đổi đất lấy hạ tầng tại các dự án BT và tiếp tục đưa ra một số giải pháp để hình thức đầu tư BT sẽ hiệu quả hơn. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Bộ Tài chính cho biết tại khoản 3 điểm D khoản 4 điều 13 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, quy định chi tiết về việc sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 không áp dụng quy định tại quyết định số 23 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức chuyển giao BT. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 1248 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 3515 hướng dẫn về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công như tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, để xử lý các vấn đề chuyển tiếp trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết chưa được ký ban hành, Bộ Tài chính đã đề nghị tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Theo nhiều chuyên gia, đề xuất này của Bộ Tài chính ngoài việc chờ nghị định mới cũng là để các địa phương kiểm tra rà soát lại các dự án BT, đặc biệt là thực tế triển khai các dự án BT thời gian vừa qua đã cho thấy có quá nhiều bất cập cần phải được thanh tra, kiểm tra một cách toàn diện. Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị tạm dừng việc xem xét quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định việc thực hiện sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao có hiệu lực thi hành. Đề nghị này của Bộ Tài chính đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều chuyên gia. Tôi cho rằng là cái việc Bộ Tài chính là ra cái đề nghị là tạm dừng việc thực hiện giao đất cho các dự án BT, tôi cho rằng để nhằm khắc phục cái tình trạng mà chúng ta vừa nói, những cái lỗ hổng hay là những cách làm mà nó chưa phù hợp, nó tạo ra những cái hậu quả không tốt, có thể là gì, có thể là nó không minh bạch trong cái việc là sử dụng cái nguồn vốn đầu tư cũng như là cái việc định giá đất đai đó. Tôi nghĩ rằng là cái việc đó cũng là một cái việc rất là cần thiết để chúng ta sẽ phải xây dựng một cơ chế minh bạch hơn, một cái giải pháp phù hợp hơn. Hình thức BT thời gian vừa qua nó bộc lộ rất nhiều những cái bất cập về cái tính thiếu khách quan, thiếu minh bạch và không hiệu quả, và nó có cái gì đó nó khuất tất dẫn đến dư luận bức xúc và Chính phủ cần phải có sự chấn chỉnh kịp thời. Nguyên nhân thứ hai nữa là bản thân các quy định hiện hành về BT nó không chỉ gây khó cho các cái doanh nghiệp mà nó cũng còn gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong cái việc thi hành, đặc biệt là trong cái việc là xác định cái giá đất của dự án đối ứng rồi thời điểm tính giá đất. Cho nên tôi cho rằng là cái việc Bộ Tài chính có cái văn bản đề xuất để tạm dừng cái việc sử dụng quỹ đất để làm đối ứng cho dự án BT là cần thiết. Vì sao mà Bộ Tài chính lại đề xuất dừng giao đất cho các dự án BT? Điều này đã được lý giải trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vừa qua. Về phần các dự án BT cho thấy một bức tranh không sáng sủa. Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán. Qua kiểm toán các dự án BT, hầu hết đều áp dụng hình thức chỉ định thầu, thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất,
không thông qua hình thức đấu giá là vi phạm luật đất đai và là kẽ hở do định giá thấp hơn giá thị trường. Công tác quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến công trình bị đội vốn, kéo dài thời gian, thiếu công khai minh bạch vì lợi ích nhóm. Vì những khoản sinh lời vô cùng lớn từ cơ hội sở hữu những mảnh đất đắc địa hoặc những diện tích rộng lớn của địa phương dẫn tới ngân sách nhà nước bị thâm hụt. Cái câu chuyện phía đằng sau cái BT thì hiện nay đang có vấn đề. Bởi vì một số các cái cá nhân, một số các cái cán bộ mà có cái thẩm quyền quyết định cái vấn đề này thì họ lại tạo ra một cái lợi ích nhóm. Chính vì thế cho nên là nó méo mó cái BT nói riêng và PPP nói chung. Cho nên chúng ta mới thấy là BOT hay là BT cũng thế thôi. Nếu chúng ta được tiến hành trên cái cơ sở mà chúng ta hoạch định, có quy hoạch, có vấn đề chiến lược thì câu chuyện nó khác. Thực tế, thất thoát ngân sách nhà nước do việc định giá đất này cũng đã phát sinh ở hầu hết các dự án BT đã được triển khai. Ví dụ như dự án đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài, nay là đường Tố Hữu, nối trục phát triển Bắc Hà Đông, có độ dài 7,8 km. Sau khi chuyển giao, nhà đầu tư được sử dụng 174,23 hectare đất để khai thác tạo vốn. 174,23 hectare đất này được bố trí nay hình thành khu đô thị Dương Nội và một số khu đất khác dọc tuyến Lê Văn Lương. Khu đất này trước kia là đất nông nghiệp, thời điểm bàn giao đất, nhà nước tính 8,5 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng sau khi con đường được xây dựng, giá đất đã tăng gấp 5 lần lên hơn 40 triệu đồng mỗi mét vuông. BT ở Việt Nam thì cũng bị lạm dụng hoàn toàn không kém. Chúng ta nhìn cái con đường Lê Văn Lương đấy, ở ngay Hà Nội này thì có thể thấy đấy là con đường làm BT, nhưng rốt cuộc lợi ích chính của họ là ở đâu? Là cái khu đất ven đường thì lại là cho họ. Thành họ đầu tư bất động sản lên, họ đầu tư bất động sản lên chính con đường đó là phục vụ cho chính dự án của họ. Chấm hết. Nhưng mà như vậy thì lợi ích lớn nhất là của chính nhà đầu tư, chứ không phải là của nhà nước hay của dân. Đổi đất lấy hạ tầng được coi là một phương án tích cực để giải quyết vấn đề phát triển hạ tầng. Bản chất hình thức đầu tư BT là tốt, song khi thực hiện có một số dự án đã đi sai hướng so với mục đích tốt đẹp ban đầu. Vì vậy, đề xuất tạm dừng giao đất cho các dự án BT để rà soát, đánh giá lại các dự án này. Dự án nào tốt, dự án nào chưa tốt, nguyên nhân bất cập thế nào là một quyết định đúng đắn. Bộ Tài chính đề xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tạm dừng sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư BT. Tuy nhiên, đề xuất của Bộ Tài chính chậm hơn hiệu lực thi hành của Luật Quản lý sử dụng tài sản công hơn 8 tháng, đặc biệt là sau khi nhiều dự án BT mới vẫn được một số địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư. Với việc chậm ban hành nghị định hướng dẫn như vậy đã dẫn đến nhiều khó khăn cho các địa phương quản lý và nhà đầu tư cho các hợp đồng BT đã ký kết trước khi Luật Quản lý sử dụng tài sản công ban hành. Bộ Tài chính mới phát đi đề xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tạm dừng giao đất công để thanh toán cho nhà đầu tư BT cho đến khi nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì đề xuất của Bộ Tài chính đã chậm hơn hiệu lực thực thi của Luật Quản lý sử dụng tài sản công hơn 8 tháng. Đặc biệt ngay cuối tháng 6 vừa qua thì Hà Nội cũng đã chấp thuận đầu tư cho 5 dự án theo hình thức BT. Với việc chậm ban hành nghị định hướng dẫn trong khi luật đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Tài chính đã không đưa ra được giải pháp thỏa đáng cho các hợp đồng BT đã ký kết trước khi Luật Quản lý sử dụng tài sản công được ban hành. Trên thực tế cũng có nhiều nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư công trình BT nhưng chưa được bàn giao quỹ đất hoàn vốn theo thời hạn quy định trong hợp đồng. Quá trình hoạt động đầu tư trước đó thì sao? Đến ra được cấp giấy chứng nhận đầu tư rồi thì bây giờ thu hồi à? Cho nên theo quan điểm của tôi thì cái việc đầu tiên là việc phải giải quyết những cái tồn tại quá khứ đã. Mà những cái tồn tại quá khứ đấy thì nó cần phải cụ thể hóa và nó phải xuyên suốt từ trên xuống dưới. Từ nghị định của chính phủ cho đến là quá trình thực hiện của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo nhiều chuyên gia, luật của Việt Nam nhiều khi không cụ thể chi tiết như các nước khác trên thế giới nên cần phải có nghị định hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, luật có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ban hành nghị định hướng dẫn. Vậy việc ban hành luật chậm hơn 8 tháng phải quy định rõ ràng trách nhiệm, chứ không thể để cứ ban hành luật mà không thực hiện. Nhiều vấn đề không được cụ thể hóa gây khó khăn cho cơ quan thực hiện và nhà đầu tư. Tạm dừng giao đất nhưng được hiểu thế nào? Nếu mà tạm dừng đối với dự án mới đề xuất tại thời điểm này, sau khi có đề xuất, thì là hợp lý. Nhưng mà lại áp dụng đối với các dự án đang triển khai mà chưa được giao đất thì rõ ràng là bất hợp lý, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phương án tài chính của nhà đầu tư cũng như là ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư, và làm cho nhà đầu tư người ta sẽ phân tâm, người ta không triển khai dự án nữa bởi vì người ta không có cái cơ sở để thu hồi vốn. Đó. Hay là cái câu chuyện là bây giờ nếu như chúng ta tạm dừng giao đất như vậy thì liệu là nó có dẫn đến vi phạm những cái thỏa thuận giữa nhà đầu tư với cơ quan có thẩm quyền trong cái hợp đồng BT hay không?
Và trong trường đấy thì phải xử lý những hậu quả pháp lý như nào? Tôi nghĩ rằng là cái việc dừng này ấy, là không phải chúng ta là không triển khai cái dự án đó, mà chúng ta rà soát lại xem cách thực hiện như thế nào. Do vậy cho nên là cái việc dừng giao đất này, tôi nghĩ rằng nó cũng không ảnh hưởng, kể cả những công trình đó là công trình mà tiếp tục được triển khai. Bởi vì sau khi công trình hoàn thành rồi, chúng ta mới quy hoạch mảnh đất đó, chúng ta mới tính được giá trị của mảnh đất đó là bao nhiêu, để chúng ta sẽ trả lại cho nhà đầu tư tương đương với giá trị của mảnh đất. Bài học từ các đô thị lớn trên thế giới như Singapore, Seoul, Thượng Hải, Bắc Kinh phát triển tươm tất, bài bản như vậy là do họ khai thác tốt các giá trị từ đất, thực hiện theo mô hình hợp tác công tư, hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Đặc biệt tại những quốc gia này thì sự quản lý chỉ đạo các bộ ban ngành phải được thống nhất, quy trình thủ tục cực kỳ chặt chẽ. Một trong những vai trò quan trọng của chính phủ Singapore đó là quản lý, giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư trong các dự án PPP. Việc nhà nước có các cơ chế giám sát và hỗ trợ hiệu quả là nhân tố thúc đẩy các nhà đầu tư có thái độ nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm nhằm đảm bảo hiệu quả và tiến độ của dự án, đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi ăn bớt, tham nhũng, hối lộ hoặc có thể giúp giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. Như vậy, sự chậm trễ ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về luật quản lý, sử dụng đầu tư công đang gây ra những khó khăn cho các địa phương và các nhà đầu tư vì chưa biết sẽ phải thực hiện theo nghị định nào trong khi chờ đợi nghị định mới ban hành. Nhiều chuyên gia cho rằng, để tăng cường thu hút đầu tư tạo sức hấp dẫn cho các dự án BT, cần thiết phải ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời, bảo đảm hệ thống pháp luật thống nhất đồng bộ, bảo đảm quyền lợi, tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư quyết định đúng đắn. Bộ Tài chính đề xuất tạm dừng giao đất cho các dự án BT để rà soát kiểm tra lại việc thực hiện các dự án BT hiện nay là hợp lý. Tuy nhiên, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan liên quan về quá trình triển khai thực hiện dự án BT trong khi chờ đợi nghị định mới ban hành, cần có nhiều giải pháp cụ thể. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Để đảm bảo rằng là cái phương thức đầu tư BT ấy, nó thực sự là phát huy đúng cái vai trò, đúng hiệu quả của nó, thì chúng ta phải rà soát lại ba khâu. Thứ nhất là rà soát lại xem cái dự án mà chúng ta đã giao doanh nghiệp để đầu tư công trình hạ tầng đấy, nó có thực sự là cái dự án cần thiết hay không. Nếu dự án này nó không cần thiết cho phát triển xã hội mà nó chỉ đem đáp ứng cho một cái lợi ích của cá nhân nhà đầu tư thì có khi phải dừng, thậm chí có khi dừng vĩnh viễn. Thứ hai là chúng ta cũng phải rà soát lại xem cái việc thiết kế cái công trình đó nó được phù hợp hay không. Thứ ba là chúng ta phải tính lại cái phương thức để giao đất, tạo ra cái quỹ tiền trả lại nhà đầu tư. Rõ ràng nếu chúng ta không thực hiện lại cái phương thức này, chúng ta lại mang đất giao nhà đầu tư trước khi công trình đó hoàn thành, thì rõ ràng chúng ta sẽ không đánh giá đúng cái giá trị thực của cái mảnh đất sau khi nhà nước đã đầu tư các công trình hạ tầng đó. Thứ nhất là về cái khung pháp lý, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung các cái văn bản pháp luật hiện hành, luật, các cái luật liên quan, các cái nghị định có liên quan và các cái văn bản hướng dẫn. Về lâu dài chúng ta phải tiến tới xây dựng một khung pháp lý nó ổn định và vững chắc hơn để điều chỉnh cái các cái dự án đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có BT ở cái tầm luật. Cái thứ hai nữa là phải minh bạch hóa cái trong những cái vấn đề cần phải hoàn thiện, thì đặc biệt phải hoàn thiện về cái công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Phải làm sao cái quá trình đấu thầu nó phải là thực sự minh bạch, công khai, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng thỏa đáng để chúng ta có thể lựa chọn được các cái nhà đầu tư đủ năng lực. Là những cái đã xảy ra rồi phải điều tra lại. Là những cái như Thủ Thiêm, hoàn toàn nhà nước có thể điều tra lại, có thể thu hồi lại cái phần đất mà đã cho họ quá nhiều cho cái giá để mà họ làm mấy con đường đó. Tính toán lại đi, bởi vì ngay bản thân ngành xây dựng hoặc ngành giao thông cũng có những chuẩn của họ về giá của các con đường. Thì thôi, nếu cho là chuẩn nhà nước chưa thật sát với chuẩn thị trường thì có thể mời những nhà đánh giá khách quan, họ định giá một cách độc lập vào để họ định giá là con đường này đầu tư tất cả với gần ấy loại chi phí phải bỏ ra thì nó đáng giá bao nhiêu. Thì từ đấy thì nhà nước trả lại cho người ta cái phần đất đai nó cũng tương ứng với giá đó. Chứ không phải chơi theo cái kiểu là tính giá đường thì tính cao lên, còn tính giá đất thì tính rẻ xuống. Bao giờ chúng ta cũng phải có là tiền chỉ hậu kiểm, tức là phải chỉ đạo từ ban đầu, quán xuyến từ ban đầu và hậu kiểm về phía sau, mà hậu kiểm bằng nhiều cơ chế hậu kiểm. Câu chuyện nào cũng phải cần có cái biện pháp này, phải có giám sát. Nếu chúng ta bằng lòng với việc là chúng ta chỉ có tiền chỉ để sau đó chúng ta kể cho họ làm mà chúng ta không hậu kiểm thì không phát hiện ra những cái ách tắc, và nếu có sai phạm thì phải kiên quyết xử lý.
Thưa quý vị, và mới đây nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5589 gửi tới các bộ ngành liên quan yêu cầu báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các dự án BT trước ngày 30 tháng 8. Trong báo cáo này, yêu cầu phải đánh giá, nhận xét tác động của việc thực hiện dự án BT đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội, đối với việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hình thức thanh toán, các khó khăn vướng mắc. Như vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành liên quan sẽ rà soát đánh giá một cách toàn diện nhất về các dự án BT này. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.